Dạ vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Một số các anh chị em có gửi cho tôi một cái yêu cầu là sẽ đọc, sẽ diễn, gọi là diễn đọc lại phụ theo một cái clip video mà Facebook người Đà Lạt xưa đã làm. Và trong cái tinh thần đó tôi có nghe kỹ lại cái đoạn. Vâng, xin có lẽ là có một vài cái vấn đề kỹ thuật cho nên tôi sẽ tiếp tục trình bày. Nếu trong vòng 1 2 phút mà màn hình có một số những cái biểu hiện lạ đó, thì tôi sẽ làm lại cái clip khác. Vâng, thưa các anh chị em, một số các bạn bè có gợi ý với tôi là sẽ diễn đọc lại những điều mà ông Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cái buổi phiên họp mà quan trọng của Quốc hội tại Hoa Kỳ ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019. Vâng, thưa các anh chị em, tôi có nghe lại qua 2 3 cái vẹt rung và tôi sẽ chọn cái vẹt rung của Facebook người Đà Lạt xưa để truyền tải đến các anh chị em một số những cái tinh thần mà Facebook người Đà Lạt xưa nhận thấy rằng đó là những cái thông điệp quan trọng. Hy vọng sẽ cùng với các anh chị em chúng ta nhận ra được những cái tín hiệu tích cực của những người yêu mến tự do và đặc biệt liên quan đến Quốc hội Hoa Kỳ. Trong thời gian vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ có những cái vấn đề rất là lớn lao, người ta coi như đó là một sự trầm trọng, một sự tiêu cực nào đó trầm trọng. Tuy nhiên, qua những cái phút của cái video clip chúng ta nhận được trong ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019, quả thực là chúng ta nhìn thấy cái sinh lực, cái sinh khí rất là đặc biệt đối với nền chính trị của Hoa Kỳ. Một thông điệp tôi nghĩ rằng chúng ta ít người hiểu, đặc biệt là những người Việt Nam, chúng ta bị tính đảng nó ảnh hưởng vào chúng ta quá nhiều, kể cả đối với những người quốc gia, tôi gọi là quốc gia cho dễ hiểu, tức là những người từng có một thời kỳ sống và hoạt động với nền đệ nhất Cộng hòa, tức là Việt Nam Cộng hòa, từ những giai đoạn 1954 đến những năm 1974, tức là 20 năm trời như thế. Thì trong chúng ta cũng có những sự dị biệt khi chúng ta nhìn về nền tảng chính trị của Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với tôi cũng nghĩ rằng nó khác rất nhiều đối với nước Pháp, đối với xã hội, đối với chính trị của Pháp. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta có khoảng 5 triệu người Việt Nam sống khắp nơi trên những cái quốc gia văn minh, trên những quốc gia tiên tiến. Và trên những cái quốc gia tiên tiến đó, mỗi một người Việt Nam đều có một số những cái cơ hội để nhìn tường tận vào những sinh hoạt chính trị của các đảng phái, của các nền chính trị Cộng hòa trên thế giới, đặc biệt là tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ. Thì cái hình ảnh của Quốc hội Hoa Kỳ đang cho chúng ta nhìn ra những sự dị biệt mà mỗi một người Việt Nam đã có. Người ta hay nói rằng người Việt Nam của chúng ta nó bản chất đã là sự chia rẽ nhau rồi. Một người Nhật ngồi với một người Việt Nam thì một người Nhật không thể giỏi bằng một người Việt Nam. Ba người Nhật ngồi làm việc hoặc là so sánh chung với ba người Việt Nam thì có vẻ như là ngang ngửa với nhau. Nhưng 10 người Nhật mà làm việc chung với nhau, đối diện là 10 người Việt Nam thì 10 người Việt Nam sẽ là thua bét. Sở dĩ chúng ta thua bét là bởi vì chúng ta không ai chịu ai cả. Sở dĩ chúng ta thua bét là bởi vì chúng ta ai cũng mặc định cho mình quyền đúng và khẳng định cho đối phương của chúng ta là sai.
Có lẽ là chúng ta thừa hưởng một cái dòng lịch sử nó quá nhiều đớn đau. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta phân chia Bắc Nam nó không phải là chỉ có từ năm 1954 đến nay. Chúng ta có sự phân chia Bắc Nam từ khi ông Nguyễn Hoàng, tức là Chúa Nguyễn Hoàng rong ruổi đi vào phương Nam, gọi là mở đất nơi phương Nam. Chúng ta bị dồn ép nơi phía Bắc để cho những người có sức lực, những người có trí tuệ đều cảm thấy không chịu được nhau ở một cái mảnh đất gọi là mảnh đất phía Bắc, mảnh đất phương Bắc. Cái giai đoạn 1400, tức là chúng ta cách chúng ta khoảng hơn 500 năm rồi, 600 năm rồi, là đất nước của chúng ta gọi là một cái mỏm ở phía Bắc là chúng ta bị trên đe dưới buông, phía dưới là chúng ta bị ảnh hưởng bởi một nền văn hóa đối lập với nền văn hóa của đồng bằng sông Hồng, tức là chúng ta cái gọi là nền văn hóa Đông Sơn, nền văn hóa Hòa Bình, nền văn hóa nông nghiệp của sông Hồng, chúng ta đối diện với một cái sức mạnh văn hóa của Sa Huỳnh, tức là của người Champa. Và vì những sự đối khắc, những sự đối kháng như vậy, ở bên trên phương Bắc thì chúng ta bị bổ xuống, và ở phía Nam thì chúng ta lại bị dội lên. Cho nên nó đã xảy ra, miễn cưỡng bắt buộc phải xảy ra những cuộc chiến tranh để chúng ta xuôi về phương Nam, bởi vì kẻ thù quá lớn phía phương Bắc của chúng ta. Trên cái hành trình xuôi về phương Nam như vậy, chúng ta có biết bao nhiêu những dị biệt, vô cùng là dị biệt. Và điều cụ thể nhất là sau khi mà cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm khi được hỏi cố vấn, khi được hỏi sự cố vấn của Nguyễn Hoàng là bây giờ cái hoàn cảnh là một sống một chết như vậy, nhà Trịnh, tức là trong gia đình của mình, tức là anh rể của mình, không chấp nhận sự hiện hữu của em vợ nữa, tức là của dòng họ Nguyễn. Trong khi đó nhà Mạc lại là ở phía trái độn của phía Bắc của Hà Nội của Tây Bắc của Hà Nội ngày hôm nay. Cho nên cái tình cảnh đó là không đi đâu được nếu không xuôi về phương Nam. Thì cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đã chỉ về phương Nam, nói ra một câu là Hoành Sơn nhất đại vạn đại dương thần. Từ cái câu nói đó, cuộc Nam tiến bắt đầu vũ bạo. Và chúng ta có biết bao nhiêu những sự dị biệt. Những sự dị biệt đó nó đưa đến những cái cuộc chiến tranh thảm khốc, chiến tranh với người Champa, và đặc biệt là giữa những người Việt Nam với những người Việt Nam. Chúng ta có hận sông Danh. Chúng ta không phải chỉ có một cái nỗi hận của dòng sông Bến Hải, mà chúng ta, dòng sông Danh của chúng ta, tôi nghĩ ngày hôm nay các anh chị em trẻ, ít ai đi qua dòng sông Danh mà không băn khoăn, không day dứt. Năm 1994 tháng 11, đoàn xe, tức là cái đội xe 10 người của chúng tôi bị di chuyển ra phương Bắc, từ trại Phú Yên chuyển ra phương Bắc, chân cùm tay còng xích. 10 người đi trên xe như vậy, và khi tới dòng sông Danh, quả thực là tôi khóc. Bởi vì tôi nghe về lịch sử rất nhiều về sông Danh, nhưng khi chính mình đối diện với sông Danh, đối diện với con phà để di chuyển từ bên này sông qua bên kia sông Danh, đi qua cầu Hàm Rồng và đi phà qua sông Danh, là con tim tự nhiên như là một tiềm thức nào đó nó kéo chúng tôi về với những trạng thái day dứt. Đó là nỗi buồn của dân tộc của chúng ta. Chúng ta nhìn về sông Danh để chúng ta thấy một cái mối hận
chia cắt của đất nước của chúng ta. Và từ đó chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái vốn chia cắt nó hơn 400 năm. Tới ngày hôm nay đó, nó gần 500 năm. Gần trăm năm chia cắt và 7 cuộc đại chiến giữa những đàn gà, những con gà của đàn gà xảy ra với nhau. Chúng ta thừa hưởng một cái vốn liếng nó đau đớn như vậy. Và xin mời các anh chị em chúng ta cùng nhìn về lời phát biểu của ông Tổng thống Donald Trump trong một cái clip nhỏ mà Facebooker người Đà Lạt xưa đã gom lại cho chúng ta những ý chính. Để đâu đó chúng ta nhìn về nước Mỹ, nhìn về gọi là tinh thần hợp Trung Quốc, tinh thần liên bang Federation, để chúng ta thấy rằng chúng ta đang rất thiếu một cái yếu tố quan trọng để có thể kiến tạo nên sự thịnh vượng và sự giàu có, sự hạnh phúc cho đất nước của chúng ta. Đó là sự lắng nghe nhau, đó là sự tôn trọng đối lập, đó là sự biết tôn trọng mình, biết tự trọng mình và biết tôn trọng người khác, nền tảng của một xã hội công bằng, nền tảng của một quốc gia cường thịnh. Tôi xin phép quay lại màn hình nhé. Thông điệp hiện tình đất nước của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tóm lược những điểm quan trọng. 9 giờ tới miền Đông Hoa Kỳ ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019. Người thực hiện là Facebook người Đà Lạt xưa. Và xin các bạn đừng quên Huỳnh Tố Nga, Facebook Selena Gen và anh Huỳnh Trí Tâm. Đây là những Facebooker trẻ tuổi và có rất nhiều khả năng tư tưởng, đã bị bắt trong những ngày vừa qua và bị giam giữ cùng khoảng 130 tù nhân khác. Kính thưa bà Chủ tịch Quốc hội, kính thưa ông Phó Tổng thống, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Melania Trump, và kính thưa tất cả những công dân Hoa Kỳ, chúng ta gặp nhau tới nay trong một thời điểm với tiềm năng không có giới hạn. Khi chúng ta bắt đầu một nhiệm kỳ mới tại Quốc hội, tôi đứng nơi đây và sẵn sàng làm việc với quý vị để đạt được những bước đột phá lịch sử cho toàn thể người dân Hoa Kỳ. Hàng triệu công dân của chúng ta đang nhìn về chúng ta, tụ hội với nhau trong nghị viện vĩ đại này. Hy vọng chúng ta sẽ điều hành đất nước này không phải như hai đảng phái, nhưng là một quốc gia. Đây là một cơ hội mới trong chính trị Hoa Kỳ, nếu chúng ta có thể can đảm để cùng nhau nắm lấy. Chiến thắng không là thắng lợi cho một đảng của chúng ta. Chiến thắng nếu có sẽ là thắng lợi cho đất nước của chúng ta. Về thành quả kinh tế, hơn 2 năm qua, chúng tôi đã tạo ra sự bùng nổ phát triển kinh tế không có tiền lệ, hiếm có trước đây. Chưa từng có được như vậy trước đây. Chúng tôi đã tạo được 5,3 triệu công việc mới, và điều quan trọng, chúng tôi đã tạo được 600.000 công việc mới trong ngành sản xuất. Nhiều người đã ngỡ không thể làm được điều này, nhưng thực tế cho thấy chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Thất nghiệp giảm xuống thấp nhất trong nửa thế kỷ qua. Thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi Châu, của người Mỹ gốc Hispanic và gốc Châu Á đã ở mức thấp nhất trong kỷ lục. Về năng lượng, Hoa Kỳ hiện đứng số 1 trên toàn thế giới về sản xuất dầu hỏa và khí đốt. Và bây giờ, lần đầu tiên trong vòng 65 năm qua, chúng ta là quốc gia thẳng dư xuất cảng năng lượng. Sau 24 tháng phát triển quá nhanh chóng, kinh tế của chúng ta đang có một sự ganh tị không nhỏ của thế giới. Về tiềm lực quân sự, quân đội của chúng ta đang mạnh nhất trên trái đất này. Và Hoa Kỳ được trở lại với chiến thắng mỗi ngày. Kính thưa các vị đại biểu, hiện tình đất nước của chúng ta hiện đang rất vững mạnh. Về bình đẳng nam nữ, không ai thừa hưởng quyền lợi trong nền kinh tế nổi bật của chúng ta ngày hôm nay bằng người phụ nữ. Phụ nữ đã chiếm được 58% số công việc mới tạo ra trong năm qua. Chúng ta thấy các vị đại biểu mặc áo trắng là bên Dân Chủ, Đảng Dân Chủ. Trong bối cảnh này họ vẫn đùa vui được với nhau. Các cô không đòi hỏi phải làm như vậy đâu. Xin cảm ơn các cô, xin cảm ơn các bà. Tất cả người Mỹ có thể tự hào chúng ta có nhiều phụ nữ trong lực lượng lao động hơn bao giờ hết trước đây. Chúng ta thấy cả những người dân chủ đều đứng lên để vỗ tay. Và hai vị đứng đầu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đứng ngồi phía sau ông Tổng thống đều đứng lên. Hãy khoan ngồi xuống, các vị sẽ rất thích điều tôi sắp nói đây. Và đúng một thế kỷ sau khi Quốc hội biểu quyết tu chính hiến pháp để cho phụ nữ có được quyền bầu cử, chúng ta ngày hôm nay đã có nhiều phụ nữ phụng sự trong Quốc hội Hoa Kỳ hơn bao giờ hết. Chúng ta nhìn thấy sự đối lập của họ giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ.
và đâu đó làm cho chúng ta xao xuyến. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ USA, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Các lãnh đạo độc tài độc đảng hiện nay tại Trung Quốc và Việt Nam nên nhìn thấy những hình ảnh dân chủ của Hoa Kỳ qua cuộc họp State of the Union này. Hãy nhìn cho rõ. Mặc dù người Mỹ có khác biệt chính sách, có tranh giành từng lá phiếu cử tri, có đấu đá với nhau trên báo chí, có đối lập nhau trong quốc hội, nhưng người Mỹ vẫn làm việc chung với nhau cho một quốc gia, cho mọi người dân. Và họ có thể khen ngợi nhau hoặc nói đùa với nhau trong những cuộc họp nghị viện vĩ đại như thế này. Ở các quốc gia dân chủ và tự do, họ sẽ không chấp nhận bắt đi mất tích hoặc tù giam những người đối lập chính trị. Chính phủ tốt phải cần lá phiếu của mỗi người dân và phải chấp nhận có đối lập chính trị. Vì đó là nguyên tắc dân chủ, vì đó là nền móng của một quốc gia, một quốc gia hùng mạnh, một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc, được thực hiện bởi phê bầu cử người Đà Lạt xưa. Và xin các bạn đừng quên Huỳnh Thị Tố Nga, phê bầu cử Selena Ren và Huỳnh Minh Tâm, đây là hai anh em ruột đã bị bắt trước Tết 5-6 ngày. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta lại trở lại với nhau sau khi quả thực là hết sức xúc động. Hết sức xúc động. Xin cảm ơn anh Facebook Người Đà Lạt xưa. Anh đã thực hiện một cái clip thu ngắn lại những nội dung hết sức là quan trọng. Vâng, thưa các anh chị em, bây giờ chúng ta trở lại với nhau nhé. Tôi xin phép quay cái góc quay một chút xíu. Vâng, thưa các anh chị em, điều mà chúng ta xao xuyến nhất, ở những cái thước phim video vừa rồi chính là cái khái niệm của quốc gia nó được thể hiện nó ở một cái vị trí trên cùng. Đảng phái có gì đi nữa, có tranh chấp với nhau thế nào đi nữa, thì đến khi phải nhìn với nhau về quyền lợi của đất nước thì đảng phái, quyền lợi của đảng phái sẽ trở thành hạn hẹp lại, sẽ trở thành nhỏ xuống. Tôi nghĩ rằng ông Donald Trump đã làm được một điều hết sức tích cực. Cái phong thái của ông Donald Trump nó có thể nhiều người coi thường, nghĩ rằng ông ta là người không có học về chính trị. Nhưng quả thật những phát biểu vừa rồi mà chúng ta được nghe thì chúng ta thấy đâu đó, đó là những con người họ trực tính, đó là những con người mà họ thấy đất nước của họ thật sự là nguy hiểm.
họ đứng ở một cái góc độ của một người thương gia và họ nhìn thấy sự nguy hiểm của cái sức mạnh người Trung Quốc. Và từ cái sự xúc động đó, sự xúc cảm đó, họ nhào ra chính trường, họ nhào ra hoạt động chính trị. Có thể nói rằng đó là những người hoạt động chính trị tay ngang. Và chính vì cái sự hoạt động chính trị tay ngang của ông Donald Trump đó, nó đang cho chúng ta, chính chúng ta nhìn thấy rất nhiều những công việc chung quanh của chúng ta. Đó là người Việt Nam của chúng ta thường là giữ một cái khái niệm là khoán trắng cái chuyện chính trị cho những người làm chính trị. Kể cả vấn đề tôn giáo cũng vậy. Không hiểu từ đâu nó đã có một cái câu gọi là trong nằm trong đầu của một số vị tu sĩ của nhiều tôn giáo, chứ không phải là chỉ có Công giáo không. Đó là biện minh cho hành động gọi là hành động ngồi không của mình, một hành động chọn cái tư thế hiền lành của mình. Tức là không động chạm gì đến xã hội, không động chạm gì đến chính trị, và cho rằng giáo quyền đã dạy là người Công giáo thì không làm chính trị, hoặc là đã là tu sĩ thì không làm chính trị. Đối với Phật giáo cũng thế. Nếu các vị Phật giáo không làm chính trị thì chúng ta không có triều đại nhà Lý. Chúng ta đừng quên người khai sáng ra nhà Lý, ông Lý Công Uẩn là từ chùa mà ra. Và các vị thiền sư như thiền sư Nhất Hạnh, như thiền sư Khuông Việt là những nhà sư đã làm nền móng xây dựng lên đất nước Đại Việt của chúng ta, mà ngày hôm nay gọi là đất nước Việt Nam. Cho nên bảo rằng người tu hành không làm chính trị, đó là một cái lời nói ngụy biện. Người ta, đặc biệt là những người Công giáo, đã có một cái khoảng thời gian, một thời gian, những người Công giáo Việt Nam đã có những thời kỳ đau đớn trong cái cuộc bách hại của triều đình nhà Nguyễn đối với Công giáo. Và nhiều người, tôi nghĩ là trẻ của ngày hôm nay, hay ràng buộc cái chuyện Công giáo vào với thực dân Pháp. Thực ra đã đến lúc các anh chị em cần phải nhìn thật kỹ lại. Công giáo không phải người Pháp đem Công giáo vào Việt Nam. Người Pháp chỉ là thừa hưởng thành quả của những vị thừa sai Bạc Sa Lôn, tức là những người thừa sai gốc Tây Ban Nha hoặc là gốc Bồ Đào Nha. Đó chính là những người khai phá đầu tiên cái mảnh ruộng Công giáo của Việt Nam. Đối với bản thân tôi thì tôi suy nghĩ có thể đúng có thể sai là tiếc vì những người thừa sai ban đầu của Bạc Sa Lôn của Tây Ban Nha đó đã không còn được quyền trụ lại tại Việt Nam, mà được thay thế bằng dòng thừa sai của Ba Lê, tức là thừa sai Paris. Đã là thừa sai Ba Lê, chắc chắn sẽ có những cái ràng buộc đối với cái guồng máy thống trị của người Pháp tại Việt Nam. Vì thế mà đã xảy ra cái chuyện tương tàn, nhiều người gọi là bình Tây sát tả. Xin lỗi các anh chị em nhé, tôi phải ngắt cái phong trào bình Tây sát tả. Bình Tây là gì? Bình Tây nghĩa là đánh Tây, đánh Pháp. Sát tả, tả tức là tả đạo. Tả là đạo trái, tả là trái. Tả, tả. Bình Tây sát tả. Và vì là những người đã mang niềm tin Công giáo từ những năm 1700, do những vị thừa sai của Bạc Sa Lôn, tức là thừa sai Tây Ban Nha, xây dựng, nên niềm tin của những người Công giáo đó dứt khoát không, họ không có bỏ.
Và vì họ không bỏ niềm tin của họ, nên họ đã phải đi ra pháp trường. Chuyện tử đạo, chuyện chặt đầu, cắt cổ người Việt Nam Công giáo đã xảy ra tàn khốc, và nó làm cho một cái giai đoạn lịch sử hết sức tối tăm trên đất nước của chúng ta. Tôi nghĩ rằng khởi điểm của cái sự bách đạo, của sự bách hại đó, nó không phải là niềm tin, nó không phải là tín ngưỡng, mà nó là văn hóa. Nó được vẽ vời, nó được un đúc bằng và vì quyền lợi của những người đi theo nho học. Nho học là Hán nho, chứ không phải là khởi của nho. Và quyền lợi, vì quyền lợi như vậy, các người có học không muốn nhìn thấy một cái nền văn hóa khác nó ảnh hưởng vào trong đời sống của người dân Việt Nam. Vì thế mới xảy ra một cái sự xung đột. Tôi coi đó là sự xung đột văn hóa, nhưng được mặc cho một cái áo, đó là áo tín ngưỡng, áo tín đồ. Mà nạn nhân đau đớn nhất chính là những người Công giáo đã mang niềm tin từ những giai đoạn năm 1700. Vâng, thưa các anh chị em, đó cũng là mấu chốt để làm cho chúng ta xa nhau ra. Đó, nó làm cho người dân Việt Nam chúng ta nhìn nhau thêm xa lạ. Vì nhà đương quyền của chính quyền, gọi là chính quyền triều đình nhà Nguyễn, vì hận thù, tôi lặp lại, cái hận thù đến từ văn hóa nhiều hơn là đến từ tín ngưỡng. Cho nên những người Công giáo đã bị bách hại, và những người Công giáo Việt Nam họ phải tìm một cái sự che chở. Trong cái giai đoạn năm 1800 thì họ dựa vào sự che chở của người Pháp. Điều đó nó làm nảy sinh ra những sự xung đột lớn lao hơn trong cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Vốn dĩ dân tộc Việt Nam ở cái giai đoạn 1000, tức là cái giai đoạn nhà Lý, là một cái giai đoạn hết sức đặc biệt đối với nền văn hóa của Trung Hoa cũng vậy, của Bách Việt cũng vậy, và của toàn thế giới cũng vậy. Tam giáo đồng nguyên. Chỉ có ở Việt Nam, trong cái giai đoạn nhà Lý và nhà Trần, mới có cái hiện tượng tam giáo đồng nguyên. Tức là thần đạo là đạo lão, đạo lão, đạo đức kinh, tức là đạo lão đều được tôn trọng. Tức là đạo tu tiên là được tôn trọng. Đạo Phật cũng được tôn trọng. Đạo Khổng cũng được tôn trọng. Không có xung đột nhau, không có giết nhau. Trên thế giới, ở cái giai đoạn đó, tức là cách đây khoảng 1000 năm, chỉ có Việt Nam có được cái hình ảnh đó mà thôi. Hình ảnh tam giáo đồng nguyên. Nó nhắc nhở cho chúng ta về Tây, nó gọi là u vẹt, tức là về sự cởi mở của người Việt Nam. Cho tới ngày hôm nay, người Việt Nam đi ra khắp các quốc gia của Tây phương, người Tây phương cũng nhìn nhận rất rõ là người Việt Nam u vẹt hơn rất nhiều, cởi mở, rộng mở, tức là hòa đồng, rộng mở hơn rất nhiều với những người mang văn hóa Trung Quốc ngày hôm nay. Vì thế, đâu đó đã đến lúc chúng ta nhìn về quá khứ, nhìn về sự việc xảy ra tại Quốc hội của Mỹ, để chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái mảng trống rất lớn, một cái mảng hỏng rất lớn. Mảng hỏng đó là chúng ta đã mất, chứ không phải là chúng ta không có, chúng ta đã đánh mất. Chúng ta đánh mất vì 400 năm, hơn 400 năm đánh đấm nhau trong hận xung danh. Nam Bắc Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi đến cái chuyện quốc cộng từ giai đoạn năm 1945, khi người Tàu ảnh hưởng tối đa vào một cái lực lượng răng đen Mã Tấu tại phía Bắc. Chúng nó lù lù, chúng nó chui từ hang Bắc Bó nó đi ra. Và nó làm ra cuộc cải cách ruộng đất, gọi là long trời lở đất.
long trời chưa thấy long, lở đất chưa thấy lở, nhưng từng gia đình Việt Nam bị chóc gốc, trí phú địa hào đào tận gốc, chóc tận rễ. Chưa có bao giờ đất nước Việt Nam bị một cái cơn gọi là cơn động đất kinh khủng đến như vậy. Cha con nhìn nhau hết sức là đau đớn. Người dân của Việt Nam bao đời rồi nhìn những người có học là những người dẫn dắt muôn dân. Sư, thầy, thầy còn cao hơn là cha của mình. Quân sư phụ. Sư rồi mới tới phụ, tức là thầy rồi mới tới. Tức là người thầy quý trọng cái giá trị của người thầy còn hơn là người cha của mình. Nhưng những người thầy gọi là những người trí thức đó đã bị bắt quỳ xuống dưới các sân miếu, sân đình. Và những người ảnh hưởng đem cái cuộc gọi là cuộc cách mạng văn hóa từ Tàu vào Việt Nam đó, cái bọn răng đen mã tấu đó, nó cùm đầu cùm cổ những vị trí thức, những bậc thầy đó bắt quỳ xuống các sân đình. Và chúng nó ép buộc, chúng nó tạo ra những cái kỹ thuật để cho chính những người dân khố rách áo ôm phải ra ngoài sân đó để chỉ mặt vào những vị trí thức, để rủa xả, để chửi bới và để chém đầu. Đó là một cơn bão, đó là một cơn địa chấn, một cơn động đất bóc vỡ ra cái văn hóa của Việt Nam, văn hóa làng xã của Việt Nam, văn hóa của những người hàng xóm tối lửa tắt đèn bên nhau có nhau, văn hóa bình sản của những người Việt Nam với nhau trong một cái ngôi làng, trong những ngôi làng, trong những làng xã. Phép vua thua lệ làng. Ông vua có to như thế nào, quyền lực ông vua có bàng bạc đến đâu đi nữa, bước vào lũy tre làng cũng phải biết khum đầu xuống để gọi là chịu cái giới luật của làng. Cho nên người ta nói rằng phép vua thua lệ làng. Và chính vì cái văn hóa làng xã như vậy đã giữ giềng mối quốc gia, giềng mối đất nước để chống lại người Tàu suốt cả hàng ngàn năm liên tiếp. Nhưng cải cách ruộng đất là một hình thức phá làng, phá xóm. Cải cách ruộng đất là một hình thức phá đi tâm thức của mỗi con người Việt Nam. Con người Việt Nam không còn biết trọng nhau nữa. Con người Việt Nam rốt cũng trở thành quan. Vì chúng ta có nhiều, quá nhiều những thằng rốt trở thành quan, cho nên nó trở thành mặc định, đã là quan thì phải rốt, đã rốt là phải là quan. Chúng ta, đất nước của chúng ta đã đâm đầu đi xuống bởi vì một cái lũ rốt làm quan, bởi vì một cái bọn từ trong hang Bắc Bó, đã là hang thì làm sao mà có học, từ trong hang Bắc Bó mặc quần đùi để đi ra nắm cái ngai vàng thống trị trên đất nước Việt Nam. Và cả miền Bắc hơn 70 năm như vậy, chúng ta luẩn quẩn giống như đàn kiến, người dân luẩn quẩn giống như đàn kiến trong một cái chén sành. Chúng ta không đi ra được khỏi cái chén sành. Và chúng ta nhìn bầu trời chỉ là một cái miệng chén mà thôi. Bầu trời chỉ tròn là một cái miệng chén mà thôi. Không, chúng ta, tại vì chúng ta ở trong cái đáy chén cứ luồn cuộn trong đó với nhau. Và ở cái đáy chén đó, ở cái đít chén đó, hình dung và nhân cách của chúng ta nó cũng y như cái đít chén. Chúng ta nhìn nhau bằng đít chén. Chúng ta đối xử với nhau bằng đít chén. Chúng ta kèn cựa với nhau bằng đít chén. Ở ngoài miền Bắc 70 mấy năm như vậy. May mắn là ở trong miền Nam chúng ta mới bị khoảng 40-43 năm thôi. Nhưng 40 năm, 43 năm nghĩa là gần hai thế hệ. Chúng ta hãy hình dung là 25 năm một thế hệ. Chúng ta gần hai thế hệ của miền Nam rồi. Cho nên
cái sự mất mát của chúng ta nó lớn lao vô cùng. Và ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với một cái cơ hội là chúng ta có thể đối diện được với một cái cơ hội, đó là cơ hội cộng sản sụp đổ. Cho tới giờ này chỉ có những kẻ điên khùng hoặc là những kẻ rốt nát, những kẻ chỉ biết liếm láp, gọi là liếm láp những cái hèn kém, liếm láp những cái thấp hèn của những sự thấp hèn, thì mới không nhìn ra rằng xã hội chủ nghĩa và cộng sản sẽ phải đâm đầu bắt buộc đi xuống, không thể nào còn ngóc đầu lên được nữa. Chúng ta nhìn từ Venezuela, chúng ta nhìn về Iran, chúng ta thấy cái điểm gì? Tại sao cách đây 6 tháng đến 1 năm, người Hoa Kỳ, tôi nói đến người Hoa Kỳ chứ tôi không nói ông Thông nhé, cái sức mạnh của Hoa Kỳ, họ bằng cật lực, cật sức của họ để họ đánh Iran. Ba Tư là một cái vựa, tức là một cái vựa dầu hỏa. Cái vựa dầu hỏa đó, thằng tàu nó khao khát, và nếu không có cái vựa dầu hỏa đó thì thằng tàu chết một nửa linh hồn của thằng tàu, một cái linh hồn bị xé ra làm đôi nếu Iran, cái vựa dầu của Iran bị mất đối với thằng tàu. Và quả thực cho tới ngày hôm nay, cái vựa dầu Iran thằng Trung Quốc chỉ còn cùng lắm 25%, cái sức mạnh gọi là sức mạnh dầu, dầu hỏa tại Iran. Đó là cái chiêu thức của người Mỹ, họ đánh từng bước domino. Vì thế Venezuela là bước thứ hai, đánh vào dầu hỏa trước khi đánh vào nhân tâm con người. Venezuela khi bị vỡ ra nghĩa là nền độc tài bị vỡ ra, thì đương nhiên sẽ trôi về với bên dân chủ, sẽ trôi về với tự do. Và khi trôi về với tự do thì họ cũng giống y như là Colombia, họ sẽ giống y như là Brazil, là từ khước, là đoạn tuyệt đối với thằng tàu hôi hám đê tiện. Ngày hôm nay rất nhiều những anh chị em tại Việt Nam không thể hình dung được ra cái cảnh của những người tàu đỏ, tội nghiệp những người tàu đỏ đang sống tại Venezuela như thế nào. Sống như một đàn chuột, ở trong các cao ốc mà không dám vác mặt ra bên ngoài, bên ngoài đường. Bởi vì vác mặt ra ngoài đường là chết mất xác ngay, chết dập xác ngay. Người dân họ cầm gậy họ đánh. Tội nghiệp cho những người Trung Hoa. Những người Trung Hoa vô tình hoặc hữu ý mà trở thành là Trung Hoa Cộng sản. Họ sang bên Venezuela, họ kinh doanh, họ lợi dụng những cái lỗ hổng về thương mại của Venezuela để họ làm giàu. Và ngày hôm nay họ mắc kẹt, họ mắc kẹt, họ không về được. Tại vì nó không như Việt Nam. Việt Nam trong cái chuyện giàn khoan 981, động một cái người tàu đỏ chạy ào ạt từ ở Bình Dương, từ Biên Hòa, từ Sài Gòn chạy ào ạt về biên giới của Campuchia. Bởi vì họ nghĩ rằng họ chỉ sang bên kia biên giới của Campuchia, nghĩa là họ an toàn rồi. Tức là họ có đường chạy, họ có đường rút lui. Còn đối với Venezuela, họ không có đường rút, họ không có đường lui, đi ra biển còn chết hơn nữa. Vì thế chúng ta cần nhìn thấy rằng cái đòn đánh vào Venezuela đầu tiên là đối với quyền lợi của người dân, ích lợi của người dân Venezuela. Tại sao một số người đặt câu hỏi là tại sao cả một năm trước rồi, tức là người dân Venezuela đói khát như vậy cả một năm trước rồi, mà ông Tổng thống Trump không có một cái kế hoạch cụ thể giống như hôm nay? Thưa các anh chị em, là bởi vì lúc bấy giờ chưa có được một sự xuất hiện nào gọi là hoàn hảo của Guaido. Người Mỹ
họ có tác động vào Venezuela thì họ cũng vẫn phải dựa vào lòng mong muốn của người dân Venezuela. Họ muốn vào đất nước Venezuela, họ phải có chính nghĩa của họ. Chứ họ không thể đâm đầu ào đi vào và như trốn không người. Vì thế, cái hình ảnh của Guaido là hình ảnh của thế giới mong đợi, thế giới tự do mong đợi và Hoa Kỳ mong đợi. Để chính danh chính ngôn thuận, họ vào đất nước Venezuela bằng lương thực, bằng sự nhân đạo và sau đó là bằng sức mạnh của quân sự. Nhiều người nói rằng cái chuyện Venezuela là quyền của Venezuela. Venezuela nó khổ, nó đói, nó đen, nó đỏ thì là của Venezuela. Thằng Mỹ làm gì phải dính vào cái chuyện Venezuela. Thưa các anh chị em, đó là một cái đầu ngu tối, ngu dốt của một thời kỳ nào đó cách trước đây khoảng 10 năm. Mà những người Cộng sản Việt Nam rất thích dùng. Tức là họ đưa ra một cái chuyện là quyền độc lập của mỗi quốc gia, quyền toàn vẹn của mỗi quốc gia. Và họ dựa vào cái chuyện toàn vẹn quốc gia, họ dựa vào cái chuyện là độc lập của quốc gia đó, để họ chỉ có để cho người Trung Quốc ảnh hưởng ở Việt Nam mà thôi. Họ để cho người Trung Quốc tràn vào Việt Nam, làm đủ mọi thứ ở Việt Nam thôi. Còn tất cả những quốc gia Tây phương khác thì không được vào, bởi vì đụng vào cái quyền gọi là quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Chúng nó xảo trá đến mức độ như vậy. Và ngày hôm nay, cái sự xảo trá đó nó mất đất sống, hết chỗ sống. Thế giới ngày hôm nay là một thế giới phẳng. Và anh hàng xóm, chúng ta sống đoàng hoàng thì người hàng xóm quý mến chúng ta. Người hàng xóm sẵn sàng cho chúng ta mượn cái cuốc, cái xẻng nếu như chúng ta thiếu cái cuốc, cái xẻng. Người hàng xóm sẵn sàng đi gặt với chúng ta, đi cấy lúa với chúng ta để gọi là vần công chung. Chia công chung, vần công chung. Nhưng khi chúng ta sống tồi dở, khi chúng ta sống đánh vợ, đánh con ầm ầm, khi chúng ta sống đồ đạc của chúng ta quăng ra ngoài cửa, dơ, giấy, hôi hám, bẩn thỉu, và chúng ta bất cần đến thằng hàng xóm, bất cần đến người hàng xóm. Chúng ta nói là nhà của tao, kệ mẹ tao, tụi mày không có quyền gì xâm phạm hết, không có quyền gì nói hết. Ngày hôm nay nó đã xong, nó đã chấm dứt. Để hàng xóm họ phải có sự tương quan đối với nhau. Liên Hiệp Quốc cả hàng 40-50 năm qua nó trở thành một cái ông phỗng, tức là gần như là một ông bù nhìn. Bởi vì người ta nhìn vào ông Liên Hiệp Quốc nó to quá. Nhìn xa thì thấy nó to quá, nhưng đến gần thì thấy rằng đó chỉ là ông khổng lồ. Ông chỉ nói thôi, không làm được gì cả. Trong cái giai đoạn cách đây từ 4-5 năm bắt đầu mới xuất hiện sự can thiệp của quốc gia này vào quốc gia khác nếu có chính nghĩa. Vì thế, sự can thiệp của người Hoa Kỳ vào Venezuela đó là họ tôn trọng khái niệm nhân quyền. Cái khái niệm nhân quyền trước đây 5 năm trở về trước nó chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Yêu cầu và van xin anh tôn trọng. Nếu anh không tôn trọng thì thôi, tôi cũng kệ anh. Tôi chỉ cứ gọi là van xin thôi. Ngày hôm nay không. Tôi yêu cầu anh, lịch sự yêu cầu anh, van xin anh, hãy tôn trọng người dân của anh. Bởi vì mỗi một người dân trên trái đất, trên hành tinh này, tất cả đều bình đẳng với nhau. Anh không có quyền đánh con của anh. Anh không có quyền đánh dân của anh một cách tàn nhẫn như vậy. Anh xâm phạm vào đời tư, vào tinh thần của mỗi một người dân. Nghĩa là anh xâm phạm vào nhân quyền. Mà nhân quyền thì không có biên giới. Nhân quyền quốc gia nào không còn là cái chuyện là của trách nhiệm của quốc gia đó nữa, mà là quyền con người. Nhân quyền là quyền con người, quyền của mỗi một người sống trên hành tinh này, trên trái đất này. Vì thế mà chúng ta trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ có một cái sự kiện khá là hữu hữu khi ông Tổng thống Donald Trump sẽ đến Đà Nẵng để gặp người lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Họ gặp ở đâu, tại sao không gặp mà lại gặp ở Việt Nam? Phải chăng Việt Nam là một cái quốc gia ngon lành? Phải chăng là một cái quốc gia thịnh vượng? Phải chăng là một cái quốc gia hòa bình và tôn trọng nhân quyền? Thưa các anh chị em, nếu
là một quốc gia hòa bình và tôn trọng nhân quyền, thì tại sao bà vợ của, tức là bà đệ nhất phu nhân, lại phải lên tiếng về những trường hợp bị bách hại tại Việt Nam? Nói như vậy để chia với nhau rằng không phải là người Mỹ họ không biết gì về Việt Nam, không phải là văn phòng phủ tổng thống của Donald Trump không biết những tình trạng nhân quyền của tại Việt Nam. Chúng ta đừng quên Human Rights Watch. Human Rights Watch là một tổ chức duy nhất đã lên tiếng một cách rất là rõ ràng, rất là rõ ràng về cái bản báo cáo nhân quyền trong cái chuyện cái phiên gọi là kiểm định nhân quyền tại Geneva xảy ra cách đây 2 tuần. Và họ nói rất rõ ràng đấy là sự bố láo. Và sự bố láo này là một hành vi lăng mạ vào danh dự của Liên Hợp Quốc. Vâng, thưa các anh chị em, nói điều đó, chia sẻ ra với nhau để chúng ta thấy rằng điều này, điều mà chúng ta cần thấy đó là rất nhiều người không nhìn ra, đặc biệt là những anh lính gọi là các kẻ kẻ bông, những anh từ thiếu úy đổ xuống, từ là công an hoặc là đặc biệt là các anh dân phòng, các anh không thấy, cũng không thể chấp được, bởi vì các anh dốt, làm sao các anh thấy được. Đó là sự cúi đầu xuống của thằng Tập Cận Bình. Và khi thằng Tập Cận Bình cúi đầu xuống thì thằng Nguyễn Phú Trọng sẽ phải bò xuống. Chính vì thế mà tập đoàn, gọi là tập đoàn quyền lực chính trị của Việt Nam đã phải quỳ hai gối xuống, khum hai tay lại để chấp nhận sự hiện diện của Donald Trump tại Đà Nẵng trong những ngày sắp tới. Chúng ta cũng đừng quên rằng nó có một cái sự kiện khá là đặc biệt liên quan đến một cái phi đoàn cũng khá là đặc biệt vừa mới có mặt tại phi trường Đà Nẵng. Cũng tại phi trường Đà Nẵng có một số những chiếc máy bay Su-22 đã sơn màu khá là đặc biệt. Những cái màu sơn đó không phải ai cũng nhìn thấy cả. Những cái màu sơn đó, nó là một màu sơn đặc biệt của Sư đoàn 2 Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Và người ta đặt vấn đề là tại sao lại phải sơn màu như vậy? Tức là coi như 80% mang cái hình ảnh, mang cái hiệu, gọi là hiệu đoàn của cái sư đoàn không quân, sư đoàn 2 không quân, tức là Đà Nẵng ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó cho chúng ta thấy rằng nó đã có một số những biến động đặc biệt, kể cả cái chuyện là các sức mạnh không quân của miền Bắc, của phi trường Nội Bài, hầu hết các chiến đấu cơ của Nội Bài đã phải lên Tuyên Quang. Tại sao không về phương Nam? Tại sao không về Đà Nẵng mà lại lên Tuyên Quang? Chỉ dấu chiến tranh đã xuất hiện. Chúng ta nhìn gì về cái chuyện là một cái chiến hạm của Hoa Kỳ là vừa đi đường vừa kể chuyện ở trong vòng 12 hải lý của Hoàng Sa. Họ vừa đi đường vừa kể chuyện, thậm chí vừa đi vừa đợi. Và những người cầm quyền của nhà cầm quyền Việt Nam thì không phản ứng, không phản đối giống như Tập Cận Bình muốn, mà nước đổi. Lần đầu tiên những người gọi là phát ngôn nhân của nhà nước Cộng sản Việt Nam dám nói một cái câu rằng chúng tôi tôn trọng quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Đã nói đến cái chuyện tôn trọng quyền tự do hàng hải, nó khác gì là cầm cán chổi thọc vào mồm thằng Tập Cận Bình. Tại sao lại có chuyện cầm cán chổi thọc vào mồm Tập Cận Bình? Đây là một câu hỏi các anh chị em, đặc biệt những người là hôm nay là công an, phải suy nghĩ. Thế nước đã bắt đầu xoay. Và chính ở cái chuyện thế nước bắt đầu xoay, chúng ta cần phải nhìn ra mỗi người sẽ đóng cái vai trò gì khi, nếu nó xảy ra cái chuyện bất chiến tự nhiên thành.
Trước đây một năm, tôi có hay trình bày với các anh chị em rằng cái nhìn của tôi là khoảng 2 năm nữa là xong cái chuyện của Việt Nam. Dĩ nhiên, những người như chúng tôi, dù rằng chúng tôi có được một số những sự chia sẻ, nhưng những sự chia sẻ đó cũng không đủ uy tín để có thể trình bày với các anh chị em rằng à, nó là như vậy, nó là A, A, A thành A, A thành B, tức là một sự rõ ràng có thể sờ nắn được. Chỉ có thể gợi ra với các anh chị em rằng rất có thể nó xảy ra như thế. Nhiều phần trăm nó xảy ra như thế. Và một câu hỏi tiếp theo là khi nó xảy ra như vậy, mỗi một người chúng ta đóng cái vai trò gì trong cái sự biến đổi nền chính trị của Việt Nam? Chúng ta đã chuẩn bị đủ chưa? Chúng ta nhìn về Venezuela và chúng ta đặt cái vấn đề là tại sao chúng ta không như Venezuela? Tại sao người Việt Nam không như Venezuela? Hỏi câu hỏi đó để chúng ta thấy rằng chúng ta không có đối lập. Venezuela họ còn có Guaido, trong khi Việt Nam của chúng ta chỉ có Trần Huỳnh Duy Thức. Mà Trần Huỳnh Duy Thức thì bị nhốt rồi. Mới đây một Facebook mang cái giá trị tư tưởng rất cao, rất là đặc biệt, đó là Diệu Hằng, đó là Selena Zen, một người Đồng Nai, tôi nhớ không lầm chắc là bác sĩ. Một người trẻ nhưng hệ thống tư tưởng, cái hệ tư duy rất lớn, mang cái tinh thần Lý Đông A hết sức là đặc biệt. Và đã bị bắt. Những người cộng sản họ là ai? Quyền lợi của họ, họ là gì? Mà họ lại đi bắt những người phụ nữ trí thức và chân yếu tay mềm như thế. Điều này phải chăng nó cũng là một cái câu hỏi để cho chúng ta phải nhìn đến cái địa vị của chúng ta, nhìn thấy cái bối cảnh của chúng ta đang đối diện. Đó là địa vị của chúng ta ở đâu? Chúng ta là phận tôi đòi, chúng ta là phận nô lệ, hay chúng ta là công dân chính thực của một đất nước có danh dự, một đất nước có lịch sử? Đã đến lúc chúng ta cần phải đặt một câu hỏi để hỏi rằng phải chăng chúng ta là một công dân của một quốc gia có lịch sử, công dân của một quốc gia có văn hóa? Nếu chúng ta nhận ra chúng ta là một công dân của một quốc gia có văn hóa thì chúng ta phải có trách nhiệm đối với những anh em của chúng ta, trách nhiệm đối với những công dân bị bắt một cách oan ức. Đó là những người yêu nước, đó là những người trí thức. Tại sao? Và anh lấy quyền gì? Chính quyền lấy quyền gì để bắt bớ những người trí thức như vậy? Vâng, thưa các anh chị em, hiện tại chúng ta có khoảng 130 người, hơn 130 người bị bắt, bị cầm tù. Và đó là ngày hôm nay. Chúng ta ngược về một cái dòng lịch sử cận đại từ những năm 1976 để chúng ta thấy rằng ở miền Nam, chưa nói đến gọi là phản động nhé, chưa nói đến các tổ chức tự đứng ra sau năm 1975. Chỉ nói đến thành phần vì thời cuộc mà phải trở thành sĩ quan của lính, sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có khoảng 200.000 người như thế, hơn 200.000 người như thế. Đều là những thanh niên cả, 20 tuổi đến 35 tuổi. Chúng ta có khoảng 200.000 người trí thức đầy sức sống của miền Nam đã phải bắt vào trong các trại tù, gọi là trại cải tạo, ít nhất là 5 năm trời. 5 năm trời để học từ người thành thú. Từ người thành thú. Từ vượn lên người mất mấy triệu năm. Nhưng từ người mà xuống vượn mất chỉ có 4 năm đến 5 năm mà thôi. Đó là những người trí thức của miền Nam đã bị trở thành vượn ở trong các trại tù. Nó đau như thế nào? Các anh chị em trẻ ngày hôm nay 20-30 tuổi, các anh chị em có thấm được nỗi đau đó hay không? Chúng tôi là những người giao thời, 16-18 tuổi, nhìn những người đàn anh của mình, nhìn những vị sĩ quan 20 tuổi, 30 tuổi
phải đi gánh cứt trong các trại cải tạo, đi ra đường gánh cứt gánh phân, thê thảm vô cùng. Và từ cái hình ảnh đó, muốn chia sẻ với các anh chị em rằng chúng ta đã bị kéo lùi xuống bởi vì trí thức của chúng ta đã bị ở ngoài miền Bắc là qua cải cách ruộng đất đánh vỡ đầu trí thức, đánh bẹp đầu trí thức. Ở miền Nam qua cái chuyện cải tạo công thương nghiệp và cải tạo quân cán chính của Việt Nam đánh bẹp đầu trí thức của miền Nam. Một đất nước không có trí thức nghĩa là một đất nước không có chủ đạo, không có văn hóa, một đất nước vô văn hóa. Và quả thực đất nước của chúng ta trong vòng 20 năm nay chúng ta hiện rất rõ ràng là một đất nước không có văn hóa. Vì không có văn hóa cho nên chúng ta mới tràn lan ngoài đường những sự bất công. Mới đây có một cái chuyện rất là lãng xẹt qua cái chuyện gọi là ngày mùng 1 Tết. Cái Tết năm nay ít nhất theo như bây giờ chúng tôi được biết là khoảng 96 người đã chết vì tai nạn giao thông. Chết nhé, còn bị thương thì còn la liệt. Mới có Tết thôi, gọi là 2-3 ngày Tết thôi. Và trong cái ngày mùng 1 đầu năm nó xảy ra một cái chuyện là có một cái anh chàng từ miền Bắc, tức là dân mạng gọi là Ba Ke 75, tức là Ba Ke Bắc Kỳ 75. Anh ấy đi một chiếc xe, một cái chiếc xe ngon lành. Một chiếc xe đó, những người như chúng tôi bên này cũng không có mơ ước có thể với tới được những chiếc xe như vậy. Và nghe nói rằng chiếc xe đó là chiếc xe cấn nợ. Cấn nợ nghĩa là anh chàng đó là cái người được đặc quyền làm một cái dịch vụ, đó là dịch vụ cho vay cấn nợ. Dịch vụ cho vay nợ hầu hết ở miền Nam là những người miền Bắc đi vào làm, và những người có thế lực cộng sản. Càng có thế lực cộng sản thì càng vô văn hóa. Và chúng ta nhìn thấy rất rõ hành vi vô văn hóa là cậu con của anh ta. Anh ta đứng xe ở ngoài đường đã là một sự sai lầm, đã là một sự gọi là vi phạm. Anh đứng giữa đường như vậy để xả khách xuống, để xả vợ con của mình xuống, để chạy vào nhà ông nội, ông ngoại của mình. Rồi sau đó con của mình hớt hơ hớt hải, chạy mắt trước mắt sau, không cần nhìn đến người di chuyển hoặc là những xe di chuyển trên đường, mà anh đâm đầu anh chạy ra. Có lẽ cái quán tính của thằng con nó hấp thụ được cái quán tính của thằng bố, tức là tao đi là chúng mày phải nhường. Quán tính cộng sản, tao đi là chúng mày phải nhường, con tao đi là chúng mày phải nhường. Và nếu con tao bị ngã xuống, dù rằng ngã xuống do một người thiếu nữ, do một người phụ nữ chạy xe hai bánh và chở đứa con bé tí ti trên cái xe hai bánh đó, thì tao sẵn sàng nhảy xuống xe và bạt tay một cách hết sức là tận tình vào mặt người phụ nữ đó, trước sự cảm xúc đặc thù, đặc biệt của đứa con bé tí ti của người phụ nữ đó. Cái hành vi đó nó là hành vi gì? Nó có phải là hành vi văn hóa hay không? Và song song đó có một cái chiếc xe rất là đẹp, cả gia đình trên đường xa lộ như vậy, thay vì là phải tìm chỗ nào đó để ngồi xuống ăn uống, thì họ thoải mái ngồi giữa xa lộ, ngồi giữa gọi là cái đường, gọi là đường cấp cứu của xa lộ, để ăn uống với nhau. Xin lỗi các anh chị em, chứ nếu như ở Pháp 5 phút thôi, Alehup cùm hết, vào bót hết. Nhưng ở Việt Nam tại sao người ta làm được như vậy? Chắc chắn là người ta dựa vào một cái thế lực nào đó, vào một cái quyền lực nào đó. Nhìn chiếc xe đó, nhìn cách ăn mặc của những đứa con đó, nhìn những đồ ăn đó, chúng ta thấy đây là một giai tầng thượng lưu. Mà ngày hôm nay ở Việt Nam giai tầng thượng lưu là ai? Nếu không là con ông cháu cha, nếu không là phò phạch đỏ, nếu không là phe phẩy đỏ. Vì thế đất nước của chúng ta quá nhiều thời gian, chúng ta quá nhiều hơi sức để chúng ta nói về những cái điều bẩn thỉu của cái chế độ cộng sản Việt Nam. Xã hội Việt Nam là một cái xã hội bẩn thỉu, thượng bất chính, hạ tắc loạn.
từ ở dưới lên trên, từ bên trên xuống dưới. Nó không còn một cái khe hở nào gọi là trong sáng nữa. Khi chúng ta nhìn ra được một cái xã hội như thế, nghĩa là chúng ta nhìn ra sự tận vong của dân tộc, nhìn ra sự tận vong của quốc gia đó. Nếu như tất cả mọi người đều yên lặng để chấp nhận cái sự bẩn thỉu của xã hội như vậy, thưa các anh chị em, chúng ta có thể chấp nhận được hay không? Chúng ta nhìn gì khi Biển Đông, các thế lực quân sự của Anh Quốc, các thế lực quân sự của Nhật Bản và của Hoa Kỳ, của Ấn Độ đã bao vây, đã làm thành những gọng kìm đối với sức mạnh quân sự của Trung Cộng. Chúng ta nhìn về biển Hoa Đông, chúng ta thấy sức mạnh của các đảo Điếu Ngư, Shikoku, là sức mạnh của người Mỹ và người Nhật khống chế bên trên phía biển Hoa Đông. Chưa kể một cái hòn đảo đang được thiết lập và tạo căn cứ quân sự, đó là Isagan. Song song với phía đông bắc của biển Hoa Đông thì chúng ta lại có phía nam và phía cực đông, đó là đảo Guam của Hoa Kỳ, xuất hiện những chiếc máy bay B-2 và đồng thời là một cái lệnh đặc biệt của Tổng thống đặc cách cho ông tướng Lương Xuân Việt. Ông tướng Lương Xuân Việt là một vị tướng bộ binh. Tại sao ông ta lại phải nhận một cái trách nhiệm đặc biệt về Không đoàn 36? Không đoàn 36 là gì thưa các anh chị em? Đó là một không đoàn đặc biệt. Những cái chiếc máy bay B-2 cũng nằm trong cái tầm kiểm soát, tầm trách nhiệm của Không đoàn 36. Và một điều đặc biệt hơn nữa của Không đoàn 36 đó là rôn bày cả hàng ngàn chiếc máy bay không người lái. Và những chiếc máy bay không người lái đó, khi cần phải tham gia trong những cái chiến dịch, chiến tranh trên bộ, thì người Mỹ họ sẽ không dùng, họ sẽ không dùng gọi là quân để đổ bộ lên lên trước, mà họ dùng rôn bay, họ dùng máy bay không người lái để y như chơi game. Tất cả những anh lính, bất kể là anh là lính Việt Nam hay là anh là lính Trung Quốc, khi anh ở căn cứ của Trung Quốc là các rôn bay, các máy bay không người lái họ sẽ sơ tái anh thôi. Và họ sơ tái, tôi lặp lại, như chơi game. Họ đâu có chết đâu, máy bay không người lái mà, đạn thì vô số đạn. Bởi vì đừng quên, ngày hôm nay họ không phải là đem súng gần lên trên máy bay không người lái, bắn bằng laser. Vì thế những người nắm cái nhiệm vụ quân đội của Việt Nam ngày hôm nay, những người nắm cái nhiệm vụ công an của ngày hôm nay, hãy tỉnh thức trước khi quá muộn. Bởi vì tình hình của Việt Nam, nếu nó may mắn thì nó xảy ra cái hiện tượng là người dân sẽ có được những cuộc biểu tình và sẽ giải quyết vấn đề chính trường, vấn đề chính trị trong ôn hòa. Một cuộc chiến sơ binh, một cuộc chiến tranh dân sự. Tức là nếu may mắn, đồng bào xuống đường, đồng bào có được sự hỗ trợ của quân đội hay của ai đó để làm thành những cuộc chuyển đổi, để nhẹ nhàng quên đi cái chủ nghĩa cộng sản, để chỉ nhìn về một hướng, đó là quyền lợi của quốc gia, dân tộc. Tôi nói là nếu mà may mắn thì nó xảy ra chuyện đó. Không may mắn thì nó sẽ xảy ra sự can thiệp từ bên ngoài vào. Và chắc chắn nó sẽ phải xảy ra, hoặc là may mắn hoặc là không may mắn. Và khi nó xảy ra cái chuyện can thiệp từ bên ngoài vào thì không biết là các anh sẽ đi đâu.
Bởi vì cái thế chiến lược toàn cầu và thế chiến lược của Đông Á Thái Bình Dương 1972-1973 tới giai đoạn này là 2 năm cuối cùng. Xin kính chào anh chị em và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đặt lại cái vị trí của mình, đặt lại cái địa vị của mình để chúng ta tìm hiểu xem rằng cái vị trí đứng của chúng ta trong cái giai đoạn thay đổi đó chúng ta sẽ làm gì và chúng ta làm bằng gì. Chúng ta làm bằng sự kèn cựa của chúng ta, chúng ta làm bằng sự hận thù của chúng ta, hay chúng ta làm bằng trái tim của những người thật sự yêu nước, biết chấp nhận lẫn nhau để chỉ biết và chỉ còn nghĩ đến quyền lợi của thế hệ tương lai mà thôi. Đây là một cái câu hỏi, nó đặt cho chúng ta một cái yêu cầu về văn hóa thật sự. Chứ không phải văn hóa nghĩa là lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 10 là văn hóa, thưa không. Văn hóa, có những con người học cả 10 năm đại học nhưng vẫn vô văn hóa. Có những người gọi là kiến thức đầy mình nhưng vẫn không được gọi là trí thức, không được coi là trí thức. Cho nên đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại với nhau để tập chấp nhận lẫn nhau trước khi tập yêu thương lẫn nhau. Bởi vì chỉ có chấp nhận được nhau, chỉ có biết hóa giải những cái hiềm khích thì chúng ta mới có thể tác động vào được cho mục tiêu hạnh phúc của xứ sở. Một mục tiêu, một đất nước Việt Nam Cộng Hòa thật sự, tự do thật sự, công bằng thật sự. Xin kính chào các anh chị em.